Thưa thầy, hãy truyền cho các môn đệ của thầy im lặng. Tôi bảo cho các ông biết, nếu họ mà im lặng, thì chính những dần đá này sẽ tung hô. Bình an, vinh dự. Chúa Giêsu tiến gần Jerusalem hơn, và khi nhìn thấy thành phố ấy, Ngài đã khóc. Ngày hôm nay, phải chi ngươi biết con đường đem lại sự bình an mà ngươi đã hoài công đi tìm? Những ngày mà kẻ thù nghịch ngươi sẽ tới, họ đắp lũy xung quanh ngươi, bao vây tấn công ngươi dữ dội từ khắp hướng, và giữa vòng tường thành họ sẽ tiêu diệt ngươi. Ngươi và con cái ngươi, họ sẽ không trừ lại cho ngươi một hòn đá nào trồng trên một hòn đá khác, vì cớ ngươi đã không nhận biết lúc nào ngươi sẽ được viếng thăm. Đền thánh ở Jerusalem đã trở nên một trung tâm thương mại hơn là một địa điểm để thờ phượng. Sẽ là một nhà cầu nguyện, và các ngươi đã biến nó thành sao huyệt trộm cướp. Ông ta đuổi mấy con vật của tôi, ngăn lại. Sự chống đối trong dòng một số nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo gia tăng, vì cớ dân chúng đã tuyên bố Chúa Giêsu là vua. Tôi biết là nhiều người đã suy tôn ông ấy làm vua. Là vua? Vua của ăn mày, bọn điếm, bọn cướp, xưa ta từng thấy như vậy. Họ tới tuyên bố đủ điều rồi đi, rơi vào quên lãng. Đừng có đuổi, số người đi theo ông ta càng ngày càng đông. Dân chúng hâm mộ ông ấy. Họ nghĩ ông ấy là vua. Để tôi báo anh mối nguy cơ. Nếu người này mà làm mất an ninh hơn nữa, tôi buộc anh trách nhiệm. Có lẽ anh đúng. Đã tới lúc đối đầu với người Galilee này. Và trong lúc những kẻ đạo đức giả như thầy giáo luật là người Pharisee càng ra sức tấn công Chúa Giêsu, số người Do Thái theo Chúa càng gia tăng, thì số người chống đối bị Ngài lên án cũng gia tăng. Đang khi vào bên trong đền thờ, Chúa Giêsu thấy một bà quá rất nghèo đang dâng 2 đồng xu. Dâng gì mà ít quá? Không thể hơn sao? Thầy bảo anh em, bà quá nghèo khó đó đã bỏ vào nhiều hơn mọi người khác. Vì những người khác lấy của dư thừa trong số tài sản mình có làm lễ vật dâng lên. Còn bà, nghèo như bà, đã bỏ hết những gì để sống còn ra mà dâng. Nói đi, ông lấy quyền gì mà nói những điều này? Ai cho ông quyền đó?
Bây giờ để tôi hỏi ông một câu. Nói đi, quyền của dân hành lễ trầm mình từ Thượng Đế hay loài người? Ta sẽ nói gì? Nếu ta nói là từ Thượng Đế, hắn sẽ nói tại sao? Các người không tin rằng. Nhưng nếu ta nói từ loài người, cả đám sẽ ném đá ta. Hết thảy đều quả quyết dân là một tiên tri. Ta không biết quyền đó từ đâu. Tôi cũng không nói là tôi lấy quyền gì mà làm những điều này. Hồi đó có một người trồng được một vườn nho và đem cho các tá điền thuê, rồi xa nhà một thời gian khá dài. Khi đã tới thời vụ hái nho, chủ sai đầy tớ đến các tá điền để thu hoạch qua lợi mùa màng họ nộp tô. Nhưng các tá điền hành hung và đuổi đứa đầy tớ đó về tay không. Chủ bèn sai một đầy tớ khác, nhưng các tá điền cũng lại hành hung, chửi rủa thậm tệ và đuổi đứa đầy tớ đó về tay không. Kế đó chủ lại sai đứa đầy tớ thứ ba, nhưng các tá điền cũng đã thương nó và quăng nó đi. Và chủ vườn nho tự nhủ, ta sẽ làm gì? Ta sẽ phái con trai của ta đi, chắc chúng sẽ cả nể con ta. Nhưng khi các tá điền thấy cậu ấy tới, họ bàn với nhau: đây là đứa con thừa tự, ta hãy giết nó, cả gia tài sẽ thuộc về ta. Xin kể tiếp. Vậy họ quăng cậu ra khỏi vườn nho rồi giết đi. Sao? Này, chủ vườn nho sẽ làm gì đối với các tá điền đó? Người sẽ đến và giết những kẻ đó và giao vườn nho lại cho các tá điền khác. Sao? Này, lời này nghĩa là gì? Vần đá bị thợ nề cho là không giá trị bỏ đi, đã trở nên vần đá tối cần hơn hẳn mọi thứ. Hễ ai rớt xuống vần đá ấy sẽ tan ra từng mảnh vụn. Còn nếu vần đá rớt xuống người nào, sẽ nghiền kẻ đó thành bụi. Giáo sư, chúng tôi biết những điều thầy dạy là đúng. Chúng tôi biết thầy không quan tâm đến địa vị, nhưng này, thầy dạy người ta lẽ thật vì ý muốn Thượng Đế. Nói đi, đóng thuế cho Hoàng đế La Mã thì có chống lại luật pháp của chúng ta hay không? Xin cẩn thận, họ có bắt lỗi chúa. Đưa tôi xem một đồng bạc. Đây là hình và hiệu của ai? Caesar! Vậy hãy trả lại cho Caesar. Cái gì của Caesar? Trả Thượng Đế. Cái gì của Thượng Đế? Trả lời thế nào được đây? Và ngày lễ ăn bánh không men sắp tới, còn gọi là lễ vượt qua. Chúa Giêsu sai Simon Peter và Gioan đi trước để chuẩn bị bữa ăn lễ vượt qua. Thầy rất muốn dự bữa ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu nạn. Thầy bảo anh em, thầy sẽ không bao giờ dự lễ ấy nữa cho đến khi nào lễ ấy được tròn ý nghĩa trong nước trời. Cảm tạ ơn Thượng Đế là Chúa, vua của hoàng vũ, đấng đã làm ra trái trên cành nho. Anh em hãy nâng chén mà chia nhau. Vì thầy nói với anh em, thầy sẽ không uống nước trái nho này nữa cho tới khi nước trời đến. Cảm
cảm tạ ơn Ngài Thượng Đế là Chúa, vua của Hoàng Vũ, đấng đã làm ra bánh trên trái đất. Này là thân thể Thầy đã ban cho anh em. Hãy làm điều này để nhớ đến Thầy. Chén này là giao ước mới trong huyết Thầy đã đổ ra cho anh em. Kìa, nhìn xem, bàn tay của kẻ phản bội Thầy lại đang đặt trên bàn với Thầy. Quả thật con người phải chết như Thượng Đế dự định, nhưng khốn thay cho kẻ nào phản bội Ngài. Không thể được, không thể được. Không thể nào được. Tin kẻ phản bội, Chúa ơi. Người lớn nhất giữa anh em phải giống như là kẻ nhỏ nhất. Người lãnh đạo phải giống như kẻ phục vụ. Vì vậy, ai là người lớn hơn? Người ngồi ăn hay là kẻ dọn bàn? Lẽ dĩ nhiên là người ngồi ăn. Nhưng Thầy ở giữa anh em như là kẻ dọn bàn. Anh em cứ ở với Thầy vượt qua mọi thử thách. Và như Cha đã ban cho Thầy quyền cai trị, Thầy cũng sẽ cho anh em quyền như thế. Anh em sẽ ăn uống với Thầy trong nước trời. Giờ này, anh em sẽ ngự trên ngôi mà trị vì 12 chi tộc Do Thái. Không có kẻ phản bội nào. Simon nhìn xem. Satan đang thề muốn thử thách tất cả anh em. Sàng lọc điều tốt tách khỏi cái xấu, như nông gia sàng lọc lúa mì tách khỏi vỏ trống. Nhưng này Simon, Thầy cầu nguyện cho đức tin anh không sần ngã. Và khi anh quay trở lại với Thầy, anh hãy củng cố anh em mình. Ôi, tôi sẵn sàng đi vào ngục tối với Chúa và cùng chết với Chúa. Nghe Thầy nói, Phê-rơ, bữa nay gà sẽ không gái trước khi anh ba lần chối không biết Thầy. Một khi Thầy sai anh em đi, không bóp, không bị, cũng không dài, anh em có thiếu gì? Không, không thiếu gì. Nhưng bây giờ, hễ ai có bóp, có bị, phải mang nó theo. Và hễ ai không có gươm, phải bán áo mình đi mà mua nó. Thầy bảo anh em, có lời trong Kinh Thánh chép rằng, và Ngài sẽ bị liệt vào hạng người phạm pháp, và những gì đã chép về Thầy sẽ ứng nghiệm. Kìa, có hai cái gươm đây. Vậy là đủ rồi. Và hội đồng trưởng lão đã được triệu tập để tìm cách loại trừ Chúa Giê-xu ra khỏi họ. Và Satan đã nhập vào Juda, biệt danh Iscariot, là một trong 12 môn đệ. Hắn cùng các trưởng lão lập mưu bắt Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu rời Jerusalem, leo lên núi Olive để cầu nguyện. Hãy cầu nguyện để anh em khỏi sa vào sự cám dỗ. Judas Iscariot đã phản bội Chúa Giê-xu chỉ vì 30 đồng bạc. Chúa Giê-xu biết rằng giờ Ngài chết vì cớ tội lỗi của cả nhân loại đã tới, cho nên Ngài cầu nguyện. Là Cha, nếu đẹp ý Cha, xin cất chén này khỏi con. Dầu vậy không theo ý con,
nhưng ý cha được nên. Liền có một thiên thần từ trên trời hiện đến để ban thêm sức cho ngài. Lúc đó mồ hôi ngài đổ ra như thể những giọt máu lớn rơi xuống đất. Sao anh em còn ngủ? Dậy đi, hãy cầu nguyện để anh em khỏi sa vào sự cám dỗ. Nỡ lòng nào bởi một cái hôn mà anh phản bội con người. Kìa, cho tôi tuốt gươm ra đấy. Tiến lên, bắt lấy hắn. Vậy là đủ rồi. Một phép lạ đấy. Có cần phải mang gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi như một kẻ phạm pháp? Tôi ở với các ông hàng ngày trong đền thờ mà sao các ông không tìm cách bắt tôi? Nhưng đây là nhờ các ông làm, khi quyền lực tối tăm đang cai trị. Bắt lấy hắn. Anh cho kỹ. Đội lính áp giải Chúa vào sân tòa và chế giễu ngài là vua dân Do Thái. Lông bào của hoàng thượng đây mà. Hãy nói xem điều gì sắp xảy ra. Ngài sẽ cứu chúng tôi chứ, tâu bệ hạ. Ngài sẽ cứu chúng tôi chứ. Người này cũng ở với Giê-xu. Bà ơi, tôi chưa hề biết ông ấy. Tôi thấy họ đi với nhau. Đi tớ khiêm nhường đấy. Ông cảm thấy thế nào khi phải ngửa trong người khác? Người cũng thuộc về bọn đó. Không phải tôi đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này từng ở với Giê-xu, hắn cũng chính là người Ga-li-lê. Hãy cút đi. Tôi không biết ông. Ông đang nói gì vậy?
Ôi, tôi đã chối Chúa, xin sửa phạt tôi. Tùy theo uy quyền đất lớn lao của Chúa. Chúa ơi, Chúa đã tha thứ tổ phụ chúng tôi là người chống nghịch với lời Chúa. Ôi, dù Chúa buồn giận họ, Ngài đã không đỡ hủy diệt họ. Vì tình yêu, vì giao ước, và vì sự thành tín của Ngài đối với họ, Chúa đã tha thứ họ. Ai đánh người nói? Nói tiên tri, xem ai sẽ đánh người. Đừng tới, đừng tới lại đi. Hãy giải hắn ra trước hội đồng. Đi. Hội đồng tôn giáo của các trưởng lão hợp lại thẩm vấn Chúa Giê-xu. Nói đi, ngươi là đấng cứu thế phải không? Nếu tôi có nói, các ông sẽ không tin tôi. Và nếu tôi có hỏi, các ông sẽ không trả lời tôi. Nhưng kể từ nay cho đến mãi mãi về sau, con người sẽ ngự bên hữu thượng đế toàn năng. Vậy ngươi là con thượng đế sao? Chính ông nói như thế. Ai cho hắn thẩm quyền để nói năng như vậy? Đáng tội. Chính tài của chúng ta đã nghe hắn nói. Ta xin nộp hắn cho Phi Lát. Được, được, điều hắn đi đi. 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 Và họ áp giải Ngài đến trước Pilate, kẻ tàn bạo nhất trong toàn bộ các tổng đốc La Mã. Một mình ông ta chịu trách nhiệm về việc đóng đinh hàng ngàn người. Sáng sớm mới giờ này mà các ngươi muốn gì ở đây vậy? Chúng tôi bắt người này đang mê hoặc dân chúng. Hắn gây hỗn loạn cho sân giao dịch của đền thờ. Hình phạt hắn sẽ như thế nào? Kết án hắn. Ta thấy không lý do gì kết tội người này, không lý do. Theo chúng tôi, hắn có tội. Nó tuyên truyền với dân chúng không đóng thuế cho hoàng đế, tự xưng mình là đấng cứu thế. Là vua. Là vua? Ngươi là vua Do Thái phải không? Ông nói đúng. Hắn bắt đầu từ Galilee và bây giờ hắn tới đây. Ở Galilee? Hắn là người Galilee à? Trường hợp này hãy giải lên Herod xét xử. Hiện hắn vẫn còn ở Jerusalem phải không? Giải hắn lên Herod. Người nói mình là ai? Còn đám người ngươi gọi là môn đệ là ai? Nhiều người đồn là ngươi biểu diễn lắm dấu lạ. Hãy làm cho ta xem. Môn tàu, hắn đã và đang làm hư hỏng cả thần dân.
hắn tự xưng mình là vua. Người này là vua. Quan tổng đốc mến, đánh hắn đi. Giải hắn trở lại Philad, thành này của ông ấy. Người này không làm gì đáng tội phải chết cả. Ta sẽ cho hắn ăn đòn, rồi thả hắn đi. Quan buộc phải phóng thích cho chúng tôi một phạm nhân nhân dịp lễ hội này. Thả cho chúng tôi Baraba. Phải. Và xử tử người này đi. Nhưng đám đông cứ tiếp tục gân cổ la lối gào thét đòi đóng đinh Chúa Giêsu. Vì vậy, Philát đành phải thông qua án tử hình Chúa Giêsu. Theo ý muốn của đám đông, Philát cũng trả tự do cho Baraba, kẻ bị tống giam vì tội làm loạn. Tên gì? Simon Siren thưa ngài. Bước lên đây ngay. Cách kia đi. Anh, dắt nó lên. Đi. Đồ đó. Đồ đó. Đồ đó. Đồ đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng con khóc Chúa. Ôi tội quá. Uống đi. Phụ nữ ở Jerusalem, đừng khóc vì tôi, nhưng hãy khóc cho mình và con cái mình. Nếu cây xanh mà còn bị đối xử như thế, một khi khô đi nó sẽ ra thế nào? Xin giúp Ngài, xin cầu nguyện cho Ngài. Đi xuống đây, đi lên, bỏ lên, nhanh lên. Nào đi ngay, đi. Đi lên, bỏ lên, đi tới đi. Bỏ lên. Đi đâu, đi. Đâu. Trên đó. Xin tha họ lại cha, vì họ không biết điều họ làm. Hắn đã cứu người khác, phải tự cứu mình đi. Ừ, cứu mình đi. Liệu ngươi là đấng cứu thế? Xuống khỏi thập tự coi. Diễn một phép lạ cho ta xem nào. Và Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh ở giữa hai tướng cướp để làm trọn lời tiên báo như lời các tiên tri của Thượng Đế đã từng nói trước hàng ngàn năm. Tấm áo lạ lùng này không phải dễ kiếm đâu đi nha. Này, buông ra. Đừng xé nó. Tôi có ý kiến. Hãy bốc thập đi. Ê, cái thằng may mắn. Thắng cuộc rồi bây giờ mày sẽ dùng nó làm gì hả?
và người ta đóng một cái bảng phía trên đầu ngài, đề là đây là vua Do Thái. Tự cứu mình đi, nếu ngươi là vua dân Do Thái. Phải không? Ông là đấng cứu thế. Cứu chính mình và chúng tôi. Mẹ sợ Chúa không? Ông ấy lãnh cùng một bản án như mày, nhưng ông ấy không mắc tội. Xin nhớ đến tội Giê-xu lúc ngài vào vương quốc. Tôi hứa với anh, hôm nay anh sẽ vào ở thiên đàng với tôi. Vào lúc giữa trưa, cả xứ được chìm trong bóng tối suốt 3 giờ liền cho đến 3 giờ chiều. Sẽ toạc xuống ngay chính giữa. Lại cha, trong bàn tay cha còn pho thác linh hồn con. Bây giờ viên chỉ huy đội quân đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra, đã tôn vinh thượng đế mà rằng: vinh quang thuộc về Chúa, đây quả thật là một người công chính. Joseph ở Arimathe, thành viên của hội đồng tôn giáo, là người không tán thành hành vi trên, vốn là người chính trực, nên Joseph đã xin Pilate cho phép cất thi thể Chúa Giê-xu vào mộ phần trước ngày lễ sẽ bắt đầu lúc chiều xuống. Thank you.
Xin thứ lỗi, cho chúng tôi đưa thi thể chúa chúng tôi đi. Xin cứ tự nhiên. Nhưng mà ngày lễ nghỉ gần tới rồi. Sáng tinh sương Chủ nhật, một số phụ nữ mang hương liệu đã làm sẵn để đến thăm mộ. Họ thấy dần đá đã lăn qua một bên mộ. Nhưng khi bước vào, thi thể Chúa Giê-xu đã biến mất. Sao các người tìm kiếm người sống giữa dòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại những gì Ngài đã phán khi còn ở Galilee. Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội, bị đóng đinh, và vào ngày thứ ba sẽ sống lại. Rồi chúng tôi vào, và thi thể chúa chúng ta đã biến mất. Sao thi thể chúa chúng ta biến mất? Kìa, có hai người nam xuất hiện, thiên thần sáng chói như mặt trời, phán với chúng tôi: sao các người lại tìm kiếm người sống trong dòng kẻ chết? Thật đó, hãy tin tôi. Chúng tôi thấy, từ các anh hãy đi xem mộ đã trúng không? Chúa đã biến mất rồi. Thì rồi, anh phải tin chúng tôi. Chúa Giê-xu đã hiện ra cho hai môn đệ. Họ phấn khởi trở về nói với các môn đệ khác: Chúa đã sống lại thật rồi. Ngài đã hiện ra cùng Simon. Chúng tôi đã không nhận ra Ngài ngay lúc đi đường, nhưng khi Ngài bẻ bánh, tôi nhận biết Ngài. Ở Emmaus, Chúa sẽ đến đó, lạ quá. Bình an cho anh em. Sao anh em bối rối? Sao anh em lại rối trí nghi ngờ? Này, tay và chân thầy đây, và hãy nhìn xem chính là thầy. Sờ thầy anh em tất biết. Vì ma làm sao có xương thịt như anh em thấy, thầy có đây. Khi thầy còn ở với anh em, thầy đã từng phán cùng anh em những điều này, rằng mọi điều đã được chép về thầy trong sách luật của Mô-xê cũng như của các tiên tri và sách thi thơ đều đã ứng nghiệm. Này là điều đã được chép: đấng cứu thế phải chịu đau đớn, ngày thứ ba Ngài từ cõi chết sống lại. Hãy nhân danh Ngài công bố cho mọi quốc gia trên thế giới sứ điệp về sự ăn năn và tha thứ tội lỗi, bắt đầu từ Jerusalem. Anh em là nhân chứng của mọi việc này, và chính thầy đã chuyển lời hứa của cha cho anh em. Phần anh em hãy đợi trong thành ấy, cho đến chừng nào quyền năng từ trên cao ngự trên anh em.
nguyện Phước Chúa gìn giữ anh em. Mọi quyền lực trên trời và dưới đất đều đã giao cho Thầy. Vậy hãy đi và dạy cho muôn dân, làm lễ trầm mình cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Hãy dạy họ giữ mọi điều mà Thầy đã truyền cho anh em. Giờ này Thầy hằng ở cùng anh em luôn cho đến tận thế. Amen. Thank you.